Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao đang được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung triển khai. Kết thúc đợt tiêm thứ nhất với gần 4.440 liều vaccine được tiêm cho phụ nữ mang thai từ tuần thứ 13 trở lên. Từ ngày 26 tháng 10, Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai đợt tiêm thứ hai của chiến dịch này kéo dài đến 31 tháng 10. Công tác tiêm chủng vẫn do hai bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh là Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu đảm trách. So với đợt tiêm chủng thứ nhất, đối tượng nguy cơ cao trong đợt tiêm thứ hai mở rộng hơn. Ngoài tiếp tục tiêm chủng cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên, còn có người mang bệnh nền, bệnh mãn tính nặng, phụ nữ đang cho con bú. Số lượng vaccine dự kiến tiêm đợt này hơn 13.000 liều. Chị Cao Thị Kim Huệ ở phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, sinh con được 2 tháng. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến khó lường, nên chị Huệ mong đợi được tiêm vaccine phòng dịch. Và ngay khi có thông tin về chiến dịch tiêm chủng, chị Huệ nhanh chóng đăng ký trực tuyến trên website của Sở Y tế. Em cảm thấy yên tâm hơn. Và cái thứ hai là yên tâm hơn cả cho mình và cả cho những người xung quanh nữa. Hôm nay, được tiêm phòng COVID-19, bà Hồ Thị Hồng Vân ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức thấy rất vui. Trước đó, bà Vân đã 2 lần được mời tiêm tại địa phương, nhưng cả 2 lần nhân viên y tế từ chối tiêm vì bà có bệnh hen suyễn. Đợt tiêm lần này dành cho người có bệnh nền, bà Vân được hướng dẫn đăng ký tiêm tại bệnh viện. Cô cũng lo tại vì mình đã lên ở địa phương 2 lần, người ta mời lên nhá, chích á, mà lên là bác sĩ nói là ở đó không có đủ điều kiện để chích. Hướng dẫn cô là về đăng ký trên mạng, đăng ký cách đây chừng 3 ngày à, 3 ngày 4 ngày gì à. Theo kế hoạch, điểm tiêm phòng COVID-19 cho nhóm nguy cơ cao, sức khỏe hạn chế tại Bệnh viện Bà Rịa có khoảng 8.000 người đăng ký. Bệnh viện đã bố trí hơn 60 người, trong đó có 10 bác sĩ, 20 điều dưỡng trực tiêm. Song song đó, bệnh viện bố trí 1 bác sĩ cấp cứu, 1 bác sĩ hồi sức tại điểm tiêm. Phương tiện, thiết bị, thuốc men phục vụ cấp cứu phản ứng sau tiêm cũng được bố trí đầy đủ. Có bệnh lý nặng thì tiêm vaccine thì cái nguy cơ sốc với phản vệ đầu xảy ra rất là cao, cho nên là sẽ tổ chức tiêm tại bệnh viện có sẵn đầy đủ các cái phương tiện thuốc rồi cấp cứu đồ đầy đủ. Tổ chức tốt từ khâu hỗ trợ, hướng dẫn người tiêm đến khám sàng lọc và tiêm nên tiến độ tiêm phòng COVID-19 diễn ra thuận lợi, đúng quy trình tiêm chủng. Thời gian tiêm chủng với mỗi trường hợp chỉ diễn ra khoảng 30 phút. Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10, Bệnh viện Bà Rịa đã tiêm chủng cho khoảng 2.100 người. Sau 2 ngày tiêm, bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp có phản ứng bất thường.